Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì cho tới hôm nay chúng mình vẫn chưa làm về một video nào đó để tư vấn cho anh em lựa chọn màn hình một cách chuẩn xác nhất với nhu cầu, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chọn mua màn hình cho phù hợp với nhu cầu anh em làm design này, làm các bản vẽ 2D, 3D này. Thì video này mình đã tham khảo từ những anh em, những đồng nghiệp cùng chung trong lĩnh vực này rồi. Thì anh em có thể tham khảo thử nhá. Chúng mình bắt đầu cùng video nào. Đối với những bạn làm kiến trúc hay làm design gọi là như vậy, design này 2D, 3D này, thì đại đa số hoặc là hầu như đều không sử dụng mặt cong để làm việc. Thì là anh em đừng hiểu nhầm ý mình nhá, không phải là anh em sử dụng mặt cong ấy, anh em vẽ đường thẳng nó sẽ bị cong đi, mà là khi anh em sử dụng mặt cong ấy thì góc nhìn anh em sẽ thay đổi. Nên với góc nhìn thay đổi khi so với màn hình thông thường ấy thì sẽ có xác suất anh em đặt nhầm một chi tiết nào đó, thì điều này ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc của anh em. Nên theo mình nên lựa chọn các màn hình phẳng bình thường thôi để sử dụng một cách gọi là hiệu quả nhất. Tiếp theo đó chính là về độ phân giải và kích thước. Độ phân giải tiêu chuẩn và thấp nhất bây giờ mình nghĩ sẽ là từ Full HD trở lên. Chắc có lẽ không anh em nào còn dùng HD vào thời điểm hiện tại đấy nhỉ. Thì ngoài độ phân giải HD và Full HD ra sẽ còn độ phân giải 2K, 4K hoặc thậm chí 5K nếu như bạn nhiều tiền. Sử dụng màn hình 5K chắc là đẹp lắm ấy. Còn tiếp theo đó là về phần kích thước. Kích thước sẽ trải dài từ 21 inch, 23 inch, 24 inch, 27 inch, 25 inch cũng có nhá, 29 inch này, 32 inch, có rất nhiều các độ phân giải và kích thước. Tuy nhiên theo mình thấy ấy, anh em sử dụng các màn hình có kích thước từ 21 inch đến 27 inch nên sử dụng màn hình có độ phân giải là Full HD thôi. Còn với những màn hình kích thước từ 27 inch trở lên thì mới sử dụng các màn hình khoảng là 2K hoặc là 4K. Mình khuyên anh em nên lựa chọn 2 màn hình trở lên hoặc có thể là 3 màn nếu anh em nhiều tiền. Vậy thì tại sao phải lựa chọn khoảng 2 hoặc là 3 màn hình mà không phải là một màn hình? Thì với 2 màn hình thì anh em sẽ có thể làm được các công việc đa nhiệm được hiệu quả hơn. Màn hình một bên sẽ làm để làm việc, còn màn hình bên còn lại sẽ làm để một ứng dụng khác, hoặc là để xem yêu cầu của khách hàng này, người ta của sếp yêu cầu ra sao này, cần phải chỉnh sửa bản vẽ như thế nào này, nó sẽ hiệu quả hơn so với việc anh em sử dụng một màn hình mà cứ phải là sử dụng ôn tát để chuyển qua chuyển lại giữa các cửa sổ làm việc. Tiếp theo đó là tấm đèn. Tấm đèn mình khuyên anh em nên lựa chọn các màn hình IPS trở lên. Tại sao lại phải lựa chọn các màn hình có tấm đèn IPS trở lên? Thứ nhất đó chính là về phần góc nhìn. Góc nhìn của màn hình IPS có thể nói là tuyệt đối luôn. Anh em có thể nhìn này từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ phải sang trái thì đều rất là tốt. Màu sắc sẽ không bị thay đổi theo các góc nhìn. Còn các loại màn hình sử dụng tấm đèn khác, ví dụ như tấm đèn TN chẳng hạn, nó sẽ phù hợp với các anh em có nhu cầu gaming hơn là vấn đề làm việc. Còn một điểm gọi là cũng mình không biết anh em có đánh giá quan trọng hay không, đó chính là về phần tần số quét. Tần số quét thì mình nghĩ 60Hz là đủ rồi. Không biết có anh em nào mua màn hình khoảng 240Hz để về để kiểu di chuột cho nó mượt không nhỉ? Nếu có thì để lại một bình luận nhé. Có một điểm nữa cũng rất là quan trọng, đó chính là về phần độ rộng của giải màu và sự chính xác của màu sắc. Độ rộng của giải màu thường sẽ được đo bằng sRGB. Cái thứ hai đó là Adobe RGB, hoặc là anh em có thể, một số anh em có thể đọc luôn là Adobe RGB. Cái này do cách mỗi người đọc với nhau thôi, ở Việt Nam người ta hay đọc thế mà. Và giải màu DCI-P3 nữa. Thì cái này ấy chỉ là độ rộng của giải màu thôi, nó sẽ không quyết định gọi là màn hình anh em sẽ hiển thị chính xác màu sắc như thế nào cả. Mà cái quyết định anh em có thể hiển thị được chính xác màu sắc hay không đó chính là delta E, tức là độ sai lệch giữa hai màu với nhau. Delta E càng thấp thì màn hình của anh em sẽ có độ chính xác càng cao. Tuy nhiên tất cả các mẫu màn hình được xuất xưởng ra ấy, đa số sẽ có chỉ số delta E tương đối là cao. Nếu như anh em muốn màn hình có cái chỉ số gọi là thấp nhất đấy, thì anh em nên mang đi cân màu màn hình ở những nơi uy tín. Khi lựa chọn cho bản thân mình một màn hình nó ưng ý rồi, mà khi anh em mang đi in ấn mà nó vẫn kiểu không giống với trên màn hình, có phải là màn hình của anh em bị hiển thị màu không chính xác không? Không, điều này là không hoàn toàn đúng. Khi màn hình anh em đã mang đi cân màu này, các gọi là màn hình đã sử dụng ở mức gọi là tốt nhất rồi, mà khi in ấn ra nó vẫn ra một cái màu khác, thì cái này là do anh em đã lựa chọn các nhà in ấn gọi là chưa hợp lý. Bởi vì các nhà in ấn ở Việt Nam ấy thường thì màu sẽ không sử dụng các màu trực tiếp từ hãng ấy, nên màu sắc in ra nó sẽ không chuẩn so với màn hình. Nên anh em hãy lựa chọn các nhà in mà có độ in màu khi in ra ấy nó gọi là gần nhất với cái bản thiết kế của anh em đã được rồi, chứ còn nếu mà chuẩn hoàn toàn ấy thì mình nghĩ là cũng hơi khó đấy. Có một điều nữa mà có vẻ hơi không liên quan cho lắm, đó chính là về phần thiết kế của màn hình. Tại sao mình lại nói phần thiết kế của màn hình? Đó chính là liên quan phần tư thế làm việc, đúng không? Anh em lựa chọn mẫu màn hình mà nó kiểu hơi thấp ấy là mình cứ phải cúi cúi này rất là khó chịu. Còn nếu như anh em lựa chọn các màn hình nhá có cái thiết kế chân đế nó rất là tốt này, anh em phải nâng lên này, nâng xuống này, hạ xuống, sang trái sang phải được, thì các tư thế cái góc làm việc sẽ thoải mái hơn rất là nhiều khi so với mẫu màn hình nó chỉ cố định một chỗ và anh em muốn nâng lên, đúng không? Một là phải để dưới gọi là một cái vật gì đó, một cái hộp gì đó để nâng màn hình lên. Hai là phải mua các
loại chân đế bên ngoài vào để gắn thêm cho cái những mẫu màn hình đấy. Thì cái này anh em cũng cần phải lưu ý nhá. Vậy thì chốt lại vấn đề mua màn hình ở đâu cho phù hợp? Đương nhiên là phải Alphard rồi. Anh em hãy tới với Alphard thì các chuyên viên bên mình sẽ tư vấn cho anh em gọi là lựa chọn màn hình sao cho phù hợp với các nhu cầu. Thì ở ngay dưới phần mô tả video mình sẽ để đường link ở một số màn hình mà mình nghĩ là rất tốt cho với anh em làm design, làm vẽ thiết kế kiến trúc 2D, 3D, và đường link để anh em có thể click vào để nhận được lời tư vấn tốt nhất. Thì anh em nhớ bấm like, share, subscribe cho kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.